Miss Earth thì bản thân của em, trải nghiệm của em là một, em chỉ nói một từ rất tuyệt, là bởi vì đó là một gia đình thứ hai và những trải nghiệm đó chỉ xảy ra một lần trong đời. Và em khi về phía Miss Earth, họ sẽ có những cuộc điều tra để em nghĩ rằng sự thật sẽ được công khai ra trong một ngày gần đây. Và em mong muốn mọi người hãy cùng hãy tin một chương trình đã được tổ chức rất nhiều năm, và em tin rằng là sẽ các cuộc điều tra sẽ đưa ra kết quả rõ ràng nhất. Có một ekip rất chuyên nghiệp cũng như đội ngũ họ an ninh và bảo vệ thực sự mỗi lần trong những chuyến công tác đến những thành phố khác thì có một đội ngũ quân đội và công an, họ đều ở bên cạnh các thí sinh để mà bảo vệ họ. Còn cái việc những cái tin đồn thì đó cũng là tin đồn và chưa có một cái sự xác thực nào được đưa ra, thì em mong mọi người hãy chờ kết quả của việc điều tra. Nhan sắc của em có được sự nghi án sử dụng thẩm mỹ, thì thật sự việc sử dụng thẩm mỹ bây giờ nó không phải là một cái vấn đề để bàn cãi nhiều. Và bản thân một đại diện Việt Nam, em nhận thấy trước hết mình cần phải đẹp. Tại vì mặt bằng chung thấy thí sinh nào cũng đẹp, thí sinh nào cũng mạnh. Cái quan trọng nhất để đưa mình đến thương miệng là sự tự hào dân tộc và những suy nghĩ của mình và tất cả các hành động đều phải đến từ trái tim. Và mong tất cả mọi người hãy chấp nhận em là một tâm hồn trái đất.